Các hạ là ai? Tại sao lại xỉ nhục sư môn tại hạ? Mau khai tên họ ra đi. Gia gia ta là Đinh Bất Tam. Hey, đây là cháu gái của ta, Đinh Đinh Đan Đan. Ý, gia gia ta có một ngoại lệ, gọi một ngày không quá ba. Gia gia ta từng lập lời thề trước mặt Bồ Tát, một ngày giết người không được vượt quá ba. Mặc kệ hắn là cao thủ võ lâm gì hay là kim tiên đại la, gia gia ta đều chấp hết. Cho dù Bồ Tát sống xuất hiện cũng không cản được ta. Các người thấy vui không hả? Đinh Đan, con xem gia gia ta có tiếng tâm như vậy ha, mà bọn chúng cũng không biết chút nào. Tuyết Sơn phái các người đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng. Đinh Đan, nói gia gia biết hôm nay gia gia đã giết mấy người rồi? Chưa giết kẻ nào hết. Tốt, hôm nay tha hồ giết mấy tên Tuyết Sơn phái này, khai vị thôi. Là lão già khốn kiếp, ngươi xuống đây, coi ta một kiếm chém chết ngươi. Gia gia, hắn dám mắng người lão khốn kiếp kìa. Đinh Đan, còn đứng phía sau gia gia, gia gia đánh hắn không còn một oanh giáp. Gia gia, người có sao không? Ta còn tưởng là võ lâm cao thủ nào nữa, thì ra chỉ là kẻ mãi nghệ giang hồ. Chút bản lĩnh của ngươi còn muốn một ngày giết ba người sao? Lão khốn kiếp! Uống một ngụm không? Giỏi quá đi! Đánh cho ta! Rồi! Hả? Dạ! Lại đây. Đừng đánh nữa, để cho gia uống ngụm rượu. Gia gia, đừng chơi với bọn họ nữa. Hả, được. Gia gia không đùa với chúng nữa. Xoay nữa. Ở đây mà. Đừng có đi. Các người vừa trúng chiêu cuối cùng trong bất tứ chưởng của gia gia ta, âm dương đoạn liệt chỉ. Nếu giờ các người qua đây, toàn thân huyết quản các người sẽ dở ra mà chết. Ta nói thật đó, các người không được qua đây. Gia gia, con nói có đúng không? Gia gia, đập chết ta rồi. Gia gia, không phải con cố ý đâu mà. Con đạp chết ta rồi. Xoa cho người nha. Trời ơi, đi hết đi. Ê, gia gia, chúng ta không chơi với họ nữa. Chúng ta đi, ta đi thôi. Không được động đậy đó, nhất định phải nghe lời ta nha. Đừng nghe lời của ta, mau giết chúng đi. Đi mau. Rất tốt đó. Cậu tập chủng, không phải người nói rất muốn biết ta là người hay quỷ hay thần tiên sao? Chỉ cần ngươi hỏi ta một câu, cầu xin ta trả lời ngươi, ta lập tức sẽ trả lời ngươi biết. Lão ba ba, con không cầu xin đâu. Không cầu xin ta, tại sao vậy? Bởi vì mẹ con thường nói với con, nói cậu tập chủng, cả đời này không được cầu xin người khác. Nếu mà người ta thật sự muốn cho ngươi thì không cần cầu xin họ, họ cũng cho ngươi. Còn nếu như người ta không muốn cho rồi, ngươi có cầu xin cũng vô ích. Ngược lại, ngươi còn làm người ta ghét nữa. Mẹ con thường ngày làm đồ ăn ngon lắm, nếu con xin bà ấy ăn, bà ấy không cho, lại còn đánh và mắng con nữa. Ta cho ngươi xin nè. Cút ra ngoài. Con nói với con, nói đồ cẩu tạp chủng, ngươi cầu xin ta làm gì? Hả? Sao ngươi không đi cầu xin ả tiểu tiện nhân lẳng lơ kia đi? Ta nói cho ngươi biết,
ngươi sau này không được cầu xin. Nếu như ngươi để cho ta biết được, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Mẹ nói vậy. Ai là ả tiểu tiện nhân lẳng lờ đó? Con cũng đâu biết đâu. Thì ngươi là tiểu ăn mày, ngươi chưa từng xin cơm xin tiền người khác sao? Con có xin, nếu người ta cho con á thì con sẽ lấy. Còn nếu như người ta không cho con, nhưng lúc mà họ không chú ý, con lén lút trộm rồi bỏ chạy. Tên tiểu tặc nhà ngươi. Tiểu tặc? Tiểu tặc là cái gì vậy? Ngươi thật sự không hiểu hay đang giả ngốc đây? Giả ngốc là cái gì? Ngươi bây chứ? Giờ đang giả ngốc đó. Hả? Cầm miệng, lo ăn đi. Dạ. Tường Vĩnh Địa Cát. Bà chủ, 4 năm kỷ diện lớn nhất trước mặt đều là sản nghiệp của trường Lập Bang. Còn có một quán rượu, bởi vì làm ăn thua lỗ nên chúng ta mua lại. Gần đây làm ăn rất khá đó. Trưa nay chúng ta hãy dùng cơm ở tiệm của mình đi. Yên, có nhiều hơn ta. Người tuấn tú hơn ta. Mỗi ngày 5 lượng bạc. Võ công cao hơn ta. Mỗi ngày 5 lượng bạc. Trời ơi. Mời bên này. Cùng ta đi gây quả. Ghê thiệt. Đinh đan. Đây, thức ăn lên rồi, dùng thông thả nha. Bang chủ, kính người một ly. Nào, kính bang chủ một ly. Chúng ta kính bang chủ. Hoan nghênh đến với trường Lạc Bang. Nào, bang chủ, thưởng thức cho món ăn nổi tiếng của tiệm chúng ta đi. Bang chủ, mời. Ai đang tỉ võ chiêu thân ở đây vậy? Hả? Bổn đại gia đến rồi. Khách quan, người cần dùng gì không? Trời ơi. Ê, khách quan, chuyện tính tiền mà. Khách quan, tính tiền đây. Khách quan. Đi. Được chủ, đuổi bọn chúng đi đi. Rõ. Nhanh lên. Rõ. Nè, vội cái gì chứ? Xem trò hay đi. Ui cha 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 cha. Ui cha 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 cha. Ê cha, Đinh cô nương muốn tìm người chơi cùng sao? Mã Tam ta lại thấy cô đứt vừa mắt đó nghe. Chi bằng theo ta về chơi cùng đi. Ê, Mã huynh, nhân vật xuất chúng như Đinh tiểu thư đây, sao có thể đi cùng với người như huynh? Huynh lo về nhà thì hơn đó. Đạo trưởng, ngươi không tuân thủ thanh quy cũng đành, lại chạy đến đây tìm hoàng hoa đại khuê nữ. Nếu ngươi muốn tìm thì ngươi về nhà tìm sư thái đi. Bà chủ, ngươi thử món này đi. Mã huynh, đạo trưởng, Đinh cô nương đây còn chưa nói lời nào, hai người các huynh nó vội vã làm gì? Tại hạ Trứng Tam Sơn Điệt Ngũ Nhạc, mệnh danh La Thành mặt phấn tuấn tú nhất người. Chẳng sống rồi hả? Quân tử động khẩu không động thủ. Đinh cô nương, ta giúp cô đuổi hết đám vô loại này trước. Tại hạ tên gọi Giang Nam Hạc, gia sản không nhiều, cũng chỉ có vài dạng mẫu đất mà thôi. Vậy theo ta xuống đi, đảm bảo cả đời được hưởng vinh hoa phú quý. Ta hả? Chỉ muốn tìm một người đi chơi cùng với ta. Sao bây giờ lại biến thành tỷ võ chiêu thân? Nè, các người có phải đều rất muốn thành thân hay không vậy hả? Đúng vậy. Thành thân thì có gì hay ho đâu chứ. Thế Nè. Hả? Chỉ bằng mấy người các ngươi chọn ra một người chơi cùng với ta đi. Ai muốn chơi với cô chứ? Chơi mấy cái trò đất lên ban có gì mà hay đâu. Chỉ bằng cô theo ta về bái đường thành thân, thì ta sẽ nuôi cô trắng trẻo mập mạp luôn. Hay bây giờ ta đút người một miếng thịt, nuôi cho người béo tròn luôn. Được đó. Hãy quên xem. Hay là chúng ta như vậy đi. Chúng ta hãy cùng nhau giành cô nương này. Ai giành trước thì của người đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tại ngươi không có bản lãnh đó. Trách ngươi đó. Ý trời ơi, được rồi, đều tại cô ta hết. Mấy người như các ngươi mà cũng đòi lấy vợ sao? Trời ơi, sao lại có lũ người ngốc như các ngươi chứ? Ôi trời, nè nè, Quỳnh cũng đến đây tỉ võ chiêu thân hay gì? Tỉ võ chiêu thân có gì vui? Vẫn là chơi cùng nhau thú vị hơn. Trời tôi thúi, người ở đâu chui ra vậy? Nè, mấy tên vũ phu các ngươi đi bắt nạt một tiểu cô nương, không biết xấu hổ hả? Cô nương này là của bọn ta, cút ra. Quỳnh có sao không? Không sao, chỉ là qua đây nhìn cô thôi. Chạy đi. Hán, Quỳnh cũng khá lắm. Cũng bình thường thôi. Đừng chạy. Nè, thật không ngờ công phu của Quỳnh lợi hại như vậy. Ta hả? Ta chỉ dùng 3 phần công lực thôi. Nè, cô nương, cô tên gì? Ta là Đinh Đan. Đinh Đan. Nè, ta thấy trên người cô đeo toàn là chuông. Nè. Nè, cả trên đầu cũng có chuông. Ở đây, ở kia nữa. Nhìn đẹp lắm. Ta thấy cô phải gọi là Đinh Đinh Đan Đan mới đúng đó. Gia gia ta cũng gọi ta như vậy. Ông ấy cũng gọi là Đinh Đinh Đan Đan. Nè, Quỳnh làm gì ở đây? Ta hả? Ta là ban chủ của ban người xấu, chính là kẻ cầm đầu. Sao hả? Vậy Quỳnh đã làm những việc xấu gì rồi? Ờ, nè, ta nói ra cô đừng sợ phát khiếp đó nha. Bọn ta bắt cóc nè, giết người nè. Chưa hết nha, còn giúp nương tử đi xử lý phu quân, giúp hòa thượng đi cướp sư thái. Trời ơi, Quỳnh xấu xa thiệt đó. Nè, vậy ta hỏi Quỳnh, Quỳnh có dám cùng với ta đi phá phách hay không? Được đó. Nè, ta đang buồn không có ai chơi đây. Đi thôi. Tiên sinh, cứ để cho bọn họ đi đi. Nè. Đây chỉ là kiếm giả muốn lừa muội hả? Giả chết, chán sống rồi sao? Đâu có, đâu có. Nè, đâu có. Quỳnh đâu dám. Nè, 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 nè. Quỳnh phục rồi. Nè, Quỳnh phục rồi. Nè, Quỳnh phục rồi mà. Nè, nè, bắt cô muội cũng tin thật đó chứ. Còn dám lừa muội. Ê, kia kìa. Hả? Ở đó hả? Qua đây. Ê, sau lưng Quỳnh. Sau lưng Quỳnh vẫn còn một con. Sau, sau lưng Quỳnh là bên nào? Là phía trước đó, phía trước. Nè, Quỳnh mau bắt đi, mau bắt đi. Ôi trời ơi, Quỳnh ngốc chết đi được à. Nè, bên kia có một con kìa. Đây nè, đây nè, đây nè. Bắt được rồi, nè, chụp nè. Chụp. Wow, con cá này lớn quá à. Quỳnh Đan. Hả? Quỳnh còn có thứ này muốn cho mùi xem. Gì vậy? Đừng ăn cá mà. Đáng yêu mà, sợ cái nè, gì? Nè, Quỳnh tưởng mùi sợ rắn thật hả? Mùi chỉ sợ nó ăn mất cá thôi. Dứt đi, mau dứt đi. Dứt đi mà. Vậy Quỳnh thả nó ra nha. Wow. Thế sao, có to không?
Khách quan, thức ăn của ngài đây. Nè, Quỳnh nói, giờ đi đâu chơi đây? Không nói mùi biết đâu. Tại sao vậy? Nè, không phải Quỳnh nói rồi sao? Hai chúng ta cùng nhau đi chơi, đi đến những nơi thú vị mới lạ nhất mà. Nè, mùi đến kỷ viện chưa? Hả? Vậy Quỳnh đi chưa? Quỳnh chưa từng đi. Nè, có điều á, Quỳnh nghe sư Quỳnh nói, sư phụ Quỳnh mỗi lần lén xuống núi đều đi tới đó. Nhưng hình như đó không phải nơi tốt đẹp gì. Có điều lần nào quay về cũng vui như nhặt được tiền vậy. Quỳnh biết không, gia gia muội đưa muội đến rất nhiều nơi, nhưng trước giờ chưa từng đến đó. Mỗi lần muội đi qua chỗ đó, nhìn thấy những người ở bên trong họ đều rất là vui. Vậy sao? Ê, trời ơi, không biết bọn họ chơi gì trong đó mà vui đến như vậy nữa. Quỳnh cũng không biết nữa. Hay là chúng ta thử tới đó một lần đi. Hả? Được đó, đi, đi thôi. Đi. Quyền Tố Sơn Trang. Bạch Quynh, đêm khuya đến thăm thật là chuyện vui bất ngờ. Mời vào, mời vào. Bạch Quynh, có phải Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu phu phụ hai người đều có mặt ở Thạch Sơn Trang, vậy thì tốt rồi. Bạch Quynh, nếu là Ngọc Nhi gây chuyện khiến mọi người tức giận, phu thê bọn ta sẽ thay nói nhận lỗi với mọi người. Mời vào trong chúng ta cùng nói phải chuyện. Phải đó. Bạch Huynh, Bạch Lão Gia Tử và Bạch Lão Thái Thái, Phong Đại Ca có khỏe hay không? Hỏi thăm gì chứ? Sư phụ sư nương bọn ta đều bị tên tiểu tặc các người làm cho tức chết rồi. Bạch Huynh, Ngọc Nhi nó rất kịch ngợm, nhưng mà nó đắc tội gì với mọi người vậy? Thạch Thanh, đừng giả vờ là ngươi không biết gì. Mau đem Thạch Trung Ngọc giao cho ta. Nếu như ngươi không giao, hôm nay bọn ta sẽ cho một mồi lửa thiêu trụi sư trang này. Ngọc Nhi, nó đã về chưa hả? Không có. Thật sự nó chưa quay về, nó không có ở đây. Thạch Thanh trước nay chưa từng nói dối nửa lời. Xin Bạch Quynh hãy đem chuyện nói rõ ràng, sao nó dám đắc tội với Lão Gia Tử và Lão Thái Thái chứ? Hai chữ đắc tội này quá nhẹ cho nó rồi. Các người lập tức giao Thạch Trung Ngọc ra đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Là bọn ta chưa nói với các người, hay là các người giả vờ không hiểu? Thạch Thanh, người biết con trai của mình đã gây ra đại tội gì hay không? Chỉ e đến phu thê hai người cũng không thể gánh vác được hậu quả này đâu. Bạch Huynh, Ngọc Nhi nó thực sự vẫn chưa quay về. Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Xin Quỳnh nói rõ cho bọn muội. Được. Con trai các người Thạch Trung Ngọc đã làm ô nhục sư môn, còn làm nhục con gái của ta. Con gái ta vì quá tự nhục nhảy xuống núi tự vẫn. Nó không đáng chết hay sao? Lục soát cho ta. Rõ. Bọn lục soát nhất định phải bắt được tên khốn Thạch Trung Ngọc ra đây. Các người chào hỏi lễ phép cho ta. Chào công tử. Trời ơi, hai vị này lạ quá à, mới đến sao? Hai vị để mắt đến cô nương nào chưa? Liệu có cần ta giới thiệu hai vị vài cô không? Ừ.
Chỗ các người có gì thú vị chơi không? À, trời ơi, có gì thú vị hả? Thú vị nhiều vô cùng. Có chậu chai này, có chậu mặn này, cùng đêm xuân tiêu, trò chơi uyên ương. Chỗ bọn ta vừa có nhóm cô nương xinh đẹp mới đến, nhan sắc thì miễn bàn. Nếu hay gì để ý đến ai á, thì cứ việc dẫn thẳng về thôi. Nhớ bảo quản cho kỹ vào đó. Nè. Cô nương này bộ ngủ chung thú vị lắm hả? Huynh cũng không biết nữa. Nè, hay là chúng ta đi xem thử đi. Hả? Ừ, được đó. Đi thôi. Hai vị công tử mời vào trong. Mời bên này. Nè, đây là bài chuyện. Cái gì có thể chơi ở đây? Mời vào trong, mời vào trong. Bên trong vui hơn nữa đó. Nào nào nào. Thoải mái đi. Ai đó? Kẻ nào dám nhìn trộm hả? Mau đến đây, người đâu? Không phải cố ý đâu nè, không phải cố ý. Đi mau, đi mau. Đâu? Đa tạ Trang chủ. Đa tạ Trang chủ. Đa tạ Trang chủ bảo trọng. Trang chủ bảo trọng. Sư huynh, bọn mùi đã lục soát toàn bộ sơn trang vẫn không tìm thấy tên tiểu súc sinh đó. Được. Bạch huynh, Ngọc Nhi đã nhảy từ đỉnh trước sơn xuống, lại có thể không chết, có phần hơi kỳ lạ đó. Hơn nghìn đệ tử Tuyết Sơn phái chúng ta đã tìm kiếm nhiều lần trên núi Tuyết Sơn rồi, đều không thể tìm thấy thi thể của hắn. Nếu bọn ta đã tìm được thi thể của nó, thì bọn ta hôm nay không chỉ đến để thiếu sơn trang đâu. Sao hả? Lẽ nào còn muốn trói hai phù phụ ta đem về Tuyết Sơn phái chôn cùng Bạch cô nương hay sao? Vậy thì không dám. Kẻ nào làm, kẻ đó chịu. Dù ta phải đến chân trời góc biển, cũng phải bắt được tinh dịch rồi đó đem về đây. Trước phần mộ cô nương và chúng ta, lăng trì xử tử. Xin mời. Đắc tội rồi, phóng hỏa. Đi. Nè, huynh đi chậm chút đi. Nè, không còn người đuổi theo nữa. Họ không đuổi kịp chúng ta. Ta muốn uống rượu làm hoàng đế. Sớm chiều mong nhớ nàng, như bài thơ cồn cào trên giấy, như ánh mắt yêu thương. Nàng nhìn ta lúc này, tiếng hoa rơi bên tai, giọng nói khẽ xa hoài nhớ mong.
gặp gỡ ta nhìn nhau, nỗi tương tư bất chợt dậy sống. Khát vọng gặp nàng khiến con tim ta loạn nhịp, chút vô ý để lộ dường như đã luân hồi sớm kết thành đôi. Còn nhớ lời nói tình duyên kiếp trước, kiếp này vẫn khó quên. Yêu chẳng qua cũng chỉ giữ nó mãi mãi trong lòng. Chốn bụi trần thiên sơn giả dị cũng không cản tình ta. Tình yêu nơi trần thế cùng nàng tứ phương. Cáo từ. Đi. Đi. Thành ca, Quỳnh nói Ngọc Nhi có phải đã chết rồi hay không? Quỳnh tin Ngọc Nhi nó vẫn chưa chết. Chúng ta phải mau chóng tìm được Ngọc Nhi. Cho dù phải thay nó đền mạng, cũng phải bảo vệ con trai. Sao nó vẫn chưa trở về? Lẽ nào nó không biết? Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng có cha mẹ thay nó gánh vác hay sao? Đứa trẻ này sao có thể gây ra tai họa tày trời như vậy? Nó không thấy có lỗi với cha mẹ mình hay sao? Sư muội, đi thôi. Sớm tìm Ngọc Nhi chúng ta, cho nó sống thêm được một ít ngày. Đừng nhìn nữa. Nhà cháy rồi vẫn có thể xây lại, nhưng chúng ta chỉ có một đứa con thôi. Đinh Đinh đang đang. Đinh Đinh đang đang. Nè. Sao cứ gọi tên muội hoài vậy? Quỳnh thích thì Quỳnh gọi thôi. Nè. Hôm nay tự do thật đó. Cứ nằm mãi như vậy, không làm gì hết. Đã lâu lắm rồi Quỳnh không có cảm giác tự do như vậy. Trên đỉnh đầu là dần trăng sáng, còn bên cạnh lại có một đại mỹ nhân. Quỳnh đó, cứ nhắm mắt mà nói bậy thôi. Nãy giờ Quỳnh đâu có nhìn muội. Đâu có đâu. Nè, khi Quỳnh nhắm mắt lại đều là hương thơm của muội. Còn nữa nha, Quỳnh khắc hình ảnh của muội vào tim mình rồi. Cho dù nhắm mắt Quỳnh cũng cảm nhận được. Là thật hay là giả vậy? Thật mà. Quỳnh nói muội nghe nha, khi Quỳnh nghĩ tới muội, chỗ này rất là ấm áp. Quỳnh nói có thật không đó? Quỳnh nói thật đó, không tin muội sờ thử đi. Sờ hả? Để muội sờ thử. Đau Quỳnh, đau.
Lão ba ba, trời nóng lắm, đội lên đi. Cũng được, khéo tay đó. Ê, cậu tập chủng, sau này ngươi gọi ta lão ba ba, ta gọi ngươi tiểu hoa hoa có được không? À, tên con là cậu tập chủng, không phải tiểu hoa hoa. Cậu tập chủng cái tên này nghe không hay đâu. Mẹ ngươi có thể gọi ngươi như vậy, nhưng người khác gọi thì không tiện đâu. Tên của một người sao có thể gọi là cậu tập chủng được chứ? Cậu tập chủng thì đã sao, A Hoàng cũng là chó mà, nó đi theo con á, con thấy rất vui. Giống như khi con đi cùng với người vậy. Khi con nói chuyện với A Hoàng á, thì nó chỉ biết sủa gâu 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 thôi, không có giống như là con nói chuyện với người. So sánh ta với lại chó hả? Lúc mà không vui á, con sẽ xoa lưng nó giống vậy nè. Lão ba ba, lão ba ba, lưng của người sao nóng vậy, làm tay con đau quá. Sau này dám động vào người của ta thì đừng hòng còn cánh tay nào. Lão ba ba, có phải người bị sốt không? Lần đầu tiên con được ra thị trấn, 3 ngày không ăn cơm, cũng giống như người bây giờ. Hay là chúng ta bây giờ tìm nơi nào đó để ăn một bữa? Ngày thường ai cũng gọi mình tiểu sư muội làm như thân thiết lắm. Còn đến lúc gặp nạn, sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Bọn họ muốn mình bẻ mặt. Đã vậy ông nội còn đi tin lời bọn họ là thật. Sao lại có thể tin lời quỷ quái của bọn họ? Lời bọn họ nói đáng tin đến vậy sao? Lại còn kêu mình đi chết đi. Hả? Được, vậy mình lại không chết. Mình cứ không chết đó. Xem các người làm gì được ta. Bà nội. A Tú, trong nhà đã là một mớ hỗn độn rồi. Bà và ông con cũng vì vậy mà đánh một trận. Con thì hay rồi, lại chơi trò bỏ nhà đi, còn chơi rất vui vẻ nữa hả? Bà nội, sao bà biết được con không nhảy vượt vậy? Màn kịch nhỏ này của con mà qua mắt được bà sao? Nhảy vượt dễ dàng như vậy, đâu có giống muốn chết chút nào. Con được lắm, trang sức y phục mang theo không thiếu thứ gì, tính toán giỏi lắm. Bà nội này, ông con liệu có phát hiện không? Ông ấy sao mới biết được? Mắt của ông nội con mọc lên tận trời rồi. Nếu là bà, chắc bà lo cho con chết mất. Bà nội, sao bà lại đánh nhau với ông nội vậy? Nói chuyện không vừa ý nhau, kết quả là đi cãi nhau với cái lão già điên đó. Cãi xong rồi là nhào vô đánh. Ông ta còn tát bà một cái, bà không chịu được, mất hết mặt mũi. Vậy nên bà cũng đi luôn. Vậy tốt rồi. Không phải bà từng hứa với con sẽ đưa con đi ngao du thiên hạ sao? Nếu được như vậy, hai bà cháu chúng ta có thể cùng nhau hành tẩu giang hồ rồi, tốt biết bao. Bà không đưa con đi hành tẩu giang hồ, đi theo bà. Bà nội. Nè cả. Lão ba ba, đây là cái gì vậy? Rượu đó, thơm như vậy. Rượu ngon. Rượu. Ê, ê, đến đây, đến đây. Lão ba ba thích uống rượu, lấy thêm vài bình. Đúng ngay. Chú Quầy à, năm lươn nữa gì không? Được, lấy đi. Mời ngài dùng. Bây giờ ngươi dùng hết ngân lượng rồi, lát nữa muốn ăn cơm thì tính sao? Con sao đâu, con trước đây không có ngân lượng, không phải vẫn sống tốt đó sao? Lão ba ba, người thích là được rồi, uống thoải mái. Được, vậy đợi lát nữa khi bụng ngươi đói, đừng cầu xin ta. Được. A Tú, nếu bà thật sự đưa con đi hành tẩu giang hồ, con đó tuyệt đối không chịu khổ nổi đâu. Thứ nhất, không có nơi ở. Thứ hai, không có đồ ăn. Con ở thành Lăng Tiêu ăn mà sung sướng quen rồi, sao có thể chịu được những nỗi khổ này chứ? Con chịu được hết.
Bà nội, con chắc chắn chưa được mà. Bà cho con đi với, con đảm bảo. Bà nói gì con cũng đều nghe theo, không rời bà nửa bước, được không? Vậy còn tạm được. Đúng lúc bà cho con mở rộng tầm mắt. Năm đó uy phong của Bích Hải Thanh Thiên kiếm sử Tiểu Thúy. À đúng rồi, nhân tiện phải đi thăm vài người bạn cũ của bà, nhờ bọn họ dạy bà vài chiêu võ lâm tuyệt học. Bà phải tự nghiên cứu ra một loại kiếm pháp khắc chế được công phu phái Tuyết Sơn. Bà nhất định phải đánh bại lão điên đó, như vậy sự Tiểu Thúy này mới có thể diện về Tuyết Sơn phái. Bà nội, sao bà lúc nào cũng thích hơn thua với ông nội vậy? Thích hơn thua hay không là một chuyện, quan trọng nhất vẫn là con đó. Con không những phải học kiếm pháp Tuyết Sơn phái, ngoài ra cũng phải nâng cao võ công của mình, đúng không? Sau này gặp phải tên tiểu tử lưu manh như Thạch Trung Ngọc, nếu kẻ đó dám ức hiếp con một dao đâm chết hắn, không cho hắn làm ô nhục con. Bà nội, thật ra chuyện này cũng không thể trách mình Thạch Trung Ngọc, hắn cũng là bất đắc dĩ thôi. Hắn cũng không cố ý chạy vào phòng nhìn con tắm đâu. À Tú à, nó có biết con đang tắm hay không không quan trọng đâu. Quan trọng là nó đã làm ô nhục thanh danh con. Ông nội con cũng vì nó mà tức điên lên, con biết không? Sự việc vốn dĩ đều tại ông nội và cha, rõ ràng người chịu oan ức là con, mà họ còn đi tin lời đám đệ tử đó. Nói gì mà thân thể hoàng hoa đại khuê nữ bị người ta nhìn thấy thì làm sao? Sau này làm sao gả đi đâu được? Còn ông nội nữa, ông nội còn nói con làm ông ấy bại hoại thanh danh, còn sỉ nhục môn phong ông ấy. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ Tuyết Sơn phái đã rối hết lên rồi, bà đưa con hành tẩu giang hồ. Bà nội, bà luôn thương con nhất mà. Cung chúng quan vũ, phúc thọ vô lượng. Được, cắn. Mời mọi người ngồi. Nào, xuống, xuống. 12 chiếc ghế bên dưới đều là các đường chủ trong bang. Bổn bang trên dưới Trường Giang gần 3 vạn đệ tử. Nghe tin lập bang chủ mới, mọi người vô cùng vui mừng. Thời gian gấp rút, mọi người không kịp đến đây đông đủ, mong bang chủ thứ tội. Bang chủ, người còn chưa quen với công việc của bổn bang, bối mộ tạm thời xin thay người xử lý. Ngày tháng còn dài, lâu ngày người cũng sẽ quen thôi. Mẹ đường chủ, gần đây trên giang hồ có tin tức gì mới hay không? Bang chủ, bố tiên sinh, thuộc hạ quả thật có nghe ngóng được vài chuyện đại sự. Đó chính là trên dưới Tuyết Sơn phái lúc này vô cùng hỗn loạn. Nghe nói Tuyết Sơn phái có một tên ác tặc dám chiếm đoạt cháu gái của Bạch Tự Tại, hại cô nương này nhảy vực tự sát. Phu nhân của Bạch Tự Tại trong lúc tức giận cũng bỏ nhà đi. Bạch Tự Tại liền trút giận lên người khác, ra tay tàn độc, đánh chết và đã thương rất nhiều đệ tử. Bà chủ, người đoán xem tên ác tặc này là ai? Ai vậy? Thì ra tên ác tặc đó chính là con trai của phu phụ chủ nhân Quyền Tố Sơn Trang, Thạch Thanh, mẫn nhu tiếng tâm lừng lẫy trên giang hồ. Bà chủ à, người làm sao vậy? Bà chủ, ly của người. Không sao. Tiên sinh, nói ra cũng nực cười, Thạch Thanh phu phụ lại còn nói lời mạnh bạo. Nó bắt được con trai họ, hoặc là một kiếm giết chết, hoặc là đưa về Tuyết Sơn phái cho các sư huynh hắn xử lý. Không phải đó. Người nói những anh hùng hiệp nghĩa này cũng thật khiến cho người ta nực cười. Vì để giữ thể diện, đến con mình cũng không cần. Ai nói không phải vậy? Theo ta thấy, tên ác tặc của Tuyết Sơn phái này hắn cũng hợp với bang của chúng ta lắm. Lỡ như đến một ngày nào đó hắn lang thang không nổi nữa, đến Trường Lạc Bang của chúng ta kiếm bát cơm, ta thấy chúng ta cũng có thể thu nhận hắn luôn. Hả? Ừ, phải đó. Cậu Triển đường chủ, bên ngài có tình hình gì mới không? Hồi bố tiên sinh, gần đây thuộc hạ thăm dò được tên bang chủ Cử Kỳ Bang, đại bi lão nhân, hắn đi làm hòa thượng rồi. Bang chủ không làm, làm hòa thượng đúng là chuyện nực cười mà. Hắn tiêu pha hết gia sản còn giải tán Cử Kình Bang. Theo thuộc hạ thấy, hắn muốn trốn dĩ sứ thưởng thiện phạt ác nhân. Những cao thủ của bang bọn họ đều quy thuận bang ta rồi. Cử Kình Bang không có nhiều cao thủ, chỉ có một mình đại bi lão nhân coi như tạm được. Chúng ta có thể tính vụ làm ăn, mời đại bi lão nhân gia nhập bang chúng ta.
Công phu của hắn khá, lại có thâm niên làm ăn trên biển, với bộn bang rất có lợi. Ba người các ngươi đi lo việc này đi. Rõ. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Ba chủ, còn gì cần giao phó hay không? Ba chủ, uống rượu. Uống rượu. Phải uống rượu. Lão ba ba, người biết mẹ của con đang ở đâu không? Con xin người hãy giúp con tìm mẹ và hoàng đi. Lão ba ba à? Bằng mau nói cho con biết đi. Con có người đánh nhau kìa. Chúng ta qua đó xem sao. Ngươi tuyệt đối không được làm ổn. Đại bi lão nhân, Trường Lạc Bang bọn ta với ngươi không thù không oán, có lòng mời ngươi gia nhập, ngươi lại dám nhục mạ bang chủ bọn ta. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta lập tức trở thành bằng hữu. Những chuyện trước kia không truy cứu nữa. Ngươi hà tất vô cớ chết ở đây? Mọi người cùng nhau đấu phó, nhị sứ thưởng thiên phạt ác đảo hiệp khách, không tốt hay sao? Nói vậy, ta thà nhân lệnh của bọn họ bỏ mạng ở đảo hiệp khách, cũng không gia nhập tà bang chuyên làm chuyện ác như các ngươi. Hà tất cứng đầu? Ta có chết cũng không đi theo các ngươi đâu. Được, để bọn ta tiễn ngươi một đoạn. Đợi không được. Đừng đánh nhau mà các người đừng đánh nhau. Đừng có giết người nữa. Tên này đâu ra vậy? Đừng quản ta hành sự, ta phải giết lão già không biết điều kia. Mau cút ra đi. Ba người lại đi đánh một người có bản lĩnh gì chứ? Dừng lại. Các người, lão ba ba. Tiểu huynh đệ, chạy mau đi, đừng lo không cho được. Ta. Ta không thể đi, vết thương của ông sao rồi? Cậu mau đi. Mau cút ra cho ta. Ta không cút. Ngươi dựa vào đâu mà dám phá đám Trường Lạc Bang bọn ta hành sự? Cẩn thận ta cho ngươi một kiếm đâm chết ngươi. Được, có gan lắm. Tiểu huynh đệ. Dạ, lão ba ba. Cậu không biết võ công, đối đầu với bọn chúng bỏ mạng vô ích. Không ngờ đến những năm tháng cuối đời lại quen được một bằng hữu tốt như cậu. Không còn gì để hối tiếc. Cậu đi mau đi, đi mau đi. Ta không đi, bọn họ đều là người xấu. Ta không đi đâu. Được, tiểu tạp chủng, ngươi lãnh dài kiếm của ta. Nếu như mạng của ngươi vẫn còn sống, vẫn còn nói chuyện được với ta, ta sẽ tha cho hắn. Ngươi có sợ hay không? Nếu ngươi dám đâm ta dài kiếm, đương nhiên ta sợ rồi. Sợ thì mau cút đi cho ta. Tuy sợ nhưng ta không cút. Được. Tiểu tử ngươi quả nhiên là có gan lắm. Người bằng hữu bên kia, Trường Lạc Bang bọn ta giữ thể diện cho rồi, một câu đa tạ cũng không có. Đúng là vô lễ mà. Chúng ta đi. Lão ba ba, người có sao không? Không cần đâu. Tiểu huynh đệ, trong túi ta có vài hình nhân đất, ta tặng cho cậu chơi nghe.
Để ta lấy cho ông. Lão ba ba. Lão ba ba, tỉnh lại đi. Lão ba ba ơi, lão ba ba, ông đừng có chết mà. Lão ba ba, đừng gọi nữa, ông đã chết rồi. Nhưng mà mấy con búp bê này để làm gì? Đó là đồ phổ luyện nội công nhập môn, không có gì hay ho đâu. Đi thôi. Vậy người đợi con chôn cất ông ấy đã. Sao ngươi phiền phức quá vậy? Đúng là nhiều chuyện. Ngươi hành tẩu giang hồ, trời không nhận, đất không nuôi, ngươi chôn ta làm gì? Ngươi chôn ông ta xuống đất, chiến cũng đánh đặt, với để lại ở đây chim mà có gì khác nhau đâu. Ngươi có nghe ta nói gì hay không? Chính là không giống nhau. Lẽ nào người chết rồi cũng không muốn có ai chôn sao? Ta chết, hãy giết được ta. Cha. Sư phụ. Con biết là cha không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng con cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cha yên tâm đi. Mặc dù vẫn chưa có tin tức gì của mẫu thân, nhưng con vẫn luôn phái người đi tìm. Tất cả các mục tiêu trên dưới Trường Giang, còn có cả đệ tử của Tiết Sơn phái chúng ta, đều đã cố gắng tiếp tục đi tìm tung tích của mẫu thân. Về phần kẻ hại chết A Tú, tên tiểu tặc Thạch Trung Ngọc đó, chúng con không tìm thấy được thi thể của hắn ở sau núi Tuyết Sơn, nên đã tới đốt nguyên tố trang của hắn rồi, nhưng vẫn không dụ được hắn ra ngoài. Con nghe nói trên giang hồ Trường Lạc Bang khét tiếng là mát, mới lập một tân bang chủ. Cách nói chuyện và tướng mạo của hắn đều rất giống tên tiểu tử đang chết đó, cho nên con đã huy động tất cả đệ tử võ công cao nhất cùng xuống núi. Bất luận gặp bao nhiêu khó khăn, con cũng nhất định tìm cho ra tên Thạch Trung Ngọc này, đưa về Tuyết Sơn phái, rửa hận cho A Tú. Cha, gần đây ở trên giang hồ xôn xao tin tức, nghe nói hiệp khách đảo nhị sứ Thưởng Thiện Phạt Ác tái xuất giang hồ. Các môn phái nghe tin này đều khiếp sợ, bọn họ đều bỏ tay hết cách. Cha, con muốn thay mặt cho Tuyết Sơn phái đến đảo hiệp khách. Dù con bản lĩnh không có bằng ai, nhưng Tuyết Sơn phái tuyệt đối không thể không có cha, người có biết không? Hy vọng trước khi bọn họ đến đây, con đã xử lý ổn thỏa chuyện quan trọng này rồi. Cáo từ. Tuyết Sơn kiếm pháp của Bạch Huynh vô cùng quyền diệu, nhận được Bạch Huynh tương trợ thật sự vinh hạnh cho Nam Cung Cẩn ta. Nhị sư đảo hiệp khách cứ cách 10 năm lại gây ra một trận sóng gió đẫm máu trên giang hồ, là kẻ thù chung của chúng ta. Trận chiến xảy ra hôm nay, nếu cùng nhau vượt qua khó khăn thì không còn gì bằng hết. Âu Dương huynh, huynh cũng không cần quá khiêm tốn. Chỉ cần chúng ta liên thủ, liệu trên giang hồ này còn có ai là địch thủ chứ? Hơn nữa, nhị sứ Thưởng Phạt đảo hiệp khách cũng là người bằng xương bằng thịt, bọn họ cũng không phải đại la thần tiên. Hôm nay
chúng ta nhất định cho hai tên tiểu tử đó đánh chúng biết tay, vì thiên hạ diệt trừ kẻ gây hại. Bạch huynh cũng đừng quá xem thường bọn chúng. Ta đã chọn ra hơn 20 cao thủ túc trực bên ngoài, thăm dò thực hư kẻ địch trước. Hắc Hổ Đường Nam Cung Cẩn tiếp lệnh. Bạch anh hùng, Hắc Hổ Đường này quỷ kế đa đoan, ngươi không kết nên giao. Thấy ngươi cũng là bậc anh hùng hảo hán, có điều Tuyết Sơn kiếm pháp của ngươi rất tốt, rất tốt, rất tốt, chỉ là công lực không đủ thôi. Ngươi hãy quay về luyện thêm 10 năm, 20 năm nữa, hai người bọn ta lại mời ngươi đến đảo hiệp khách uống chén cháo lập bát. Ma Thiên Nhai. Đây chính là Ma Thiên Nhai, nhà của ta ở trên đỉnh núi. Đi thôi. Ngươi định đi đâu? Con đi tìm mẹ và A Hoàng. Không được, ngươi giữ trong tay quyền thiết lệnh, không theo ta lên núi. Lỡ như có kẻ nào đó bắt được ngươi, đưa ra yêu cầu gì đó bắt ta phải đáp ứng, vậy thì sao? Vậy ngươi về nhà người đi, con về nhà con. Ngươi biết tại sao ta lại đưa ngươi về nhà của mình không? Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi đi tìm mẹ và A Hoàng sao? Không phải không làm được. Để ta quay về nghỉ ngơi trước đã, thay bộ y phục khác rồi đi. Nhưng mà chỗ này cao như vậy, con lại không biết bay, sao lên trển được? Lão ba ba, không phải người nói cần thay y phục sao? Sau đó đưa con đi tìm A Hoàng và mẹ mà. Ta đâu có thời gian phí sức đi làm mấy việc này chứ. A Hoàng và mẹ của ngươi nói không chừng cũng đang tìm ngươi. Không cẩn thận tìm đến đây luôn, chẳng phải sẽ gặp nhau hay sao? Con gì mà con. Thách ngươi dám rời khỏi đây nửa bước, ngươi thử mà xem. Ngươi lừa con, lão ba ba. Cuối cùng cũng thông minh được một lần. Phải, ta lừa ngươi đó. Ta là người xấu, vậy thì đã sao? Người còn không tốt bằng A Hoàng. Con tốt với A Hoàng, nhưng A Hoàng cũng tốt với con mà. Nếu người không thích ở lại đây. Ê à. Vậy đứng từ đây nhảy xuống, chết liễu luôn đi. Lão ba ba, con không ngốc vậy đâu.
Thiếu Lâm Từ. Sư nữ hiệp, Phương trưởng đại sư hiện đang bế quan, không tiện tiếp kiến. Tiểu tăng lúc nãy vừa đi hỏi trưởng môn sư huynh, sư huynh nói mời sư nữ hiệp đến biệt viện dùng bữa cơm rồi đi, để thể hiện lòng thành. Tên tiểu hòa thượng ngươi nói chuyện cũng thật nực cười. Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Tùng Sơn các người chỉ vì ăn bữa cơm chay sao? Ngươi đã nói với lão hòa thượng đó chưa là ta muốn gặp hắn? Ta là sử tiểu thúy. Chuyện này tiểu tăng và Diệu Đế lão hòa thượng, à không, Diệu Đế đại sư đã nói rồi, là sử nữ cầu kiến. Nhưng mà đại sư đang bế quan, không tiện tiếp đón, thật mong nữ hiệp thứ lỗi. Hắn dám không gặp ta? Đây, chuyện này ngươi đi hỏi xem lão hòa thượng Diệu Đế đó, chiêu này của ta sao nào? Dạ. À Tú, chiêu này của bà Mai Hoa Lục Xuất không tồi đúng không? Bà nội à, chúng ta đến đây để đánh nhau hay sao? Tất nhiên không phải. Như năm đó Diệu Đế còn chưa xuất gia vì muốn theo đuổi bà, 3 ngày 3 đêm ông ta đều không ngủ. Lại nữa chỉ vì rồi. Một chiếc dù, ông ta còn từ Sơn Đông chạy đến Hà Nam. Bây giờ trước mặt bà còn giả bộ cao tăng nữa. Con thấy thái độ này của bà như vậy không được đâu, lại còn đi bắt nạt tiểu hòa thượng nhà người ta, chẳng giống lão tiền bối Võ Lâm chút nào. Sao ta đã thành tiền bối rồi, ta già lắm mà. Không giống. Bà nội. A Di Đà Phật. Bần tăng Diệu Quang cùng nghênh Bạch Phu Nhân Tuyết Sơn Phái. Không cần gọi ta Bạch Phu Nhân gì đâu, ta có tên có họ, ta là Sử Tiểu Thúy. Trời ơi, bày trận khoa trương như vậy, lão hòa thượng Diệu Đế này đúng là càng ngày càng kiêu ngạo rồi đó. Tại sao ông ta không đến gặp ta? Bạch Phu Nhân tìm sư huynh ta có chuyện gì sao? Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ đến đây thăm cố nhân thôi. Ngoài ra ta nghe nói đạt ma đao pháp của các người đơn thuần dùng cương mà giành thắng, ta muốn xem thử các người có thể dạy ta vài chiêu đánh bại kiếm pháp Tuyết Sơn Phái bọn ta không? Bạch phu nhân thật sự không biết sư huynh của ta đi đâu rồi sao? Trời ơi, cái lão hòa thượng này thật là nói chuyện khiến người ta nực cười quá đi. À, sư huynh ngươi đi đâu, ngươi lại hỏi ta, ta làm sao biết được? Bạch phu nhân có từng nghe nói đến đảo hiệp khách, có từng nghe nói đến nhị sứ thưởng thiện phạt ác không? À trời, ông xem ta là trẻ lên ba sao? Sao ta có thể chưa nghe nói đến đảo hiệp khách được? Hai người bọn họ 10 năm trước từng đến Thiếu Lâm Tự ta, chính tại chỗ này, nó muốn mời Diệu Đế sư huynh ta đến đảo hiệp khách một chuyến ăn cháo lạp bát. Sư huynh ta cảm thấy nhàm chán, không thèm để ý. Nhưng hai người này lại đứng chặn cửa núi Thiếu Lâm ta, không cho tăng nhân ra vào. Bọn ta chỉ còn cách trấn áp tinh thần, phái nội cao thủ xuất tự khuyên giải bọn họ. Khuyên giải cũng cần cao thủ. Trời, nhất định là mấy lão hòa thượng các người. Nhất định là đám cao tăng các người đánh không lại người ta, để người ta đánh các người chạy hết. Nói ra hổ thẹn. Hai người này tuổi tác còn trẻ, nhưng đều là các bậc kỳ tài, dùng đến cả Thiếu Lâm thập bát la hán trận mà vẫn không thể đánh bại bọn họ. Cuối cùng Diệu Đế sư huynh phải ra mặt. Hey! Hey! Hey!
A Di Đà Phật, bội phục, bội phục. Đại sư không cần quân tử như vậy, người thắng trước chưa phải thắng, đánh lại đi. Các vị tự xưng 72 chiêu võ lâm tuyệt học của võ lâm, không phiền xin hãy dùng hết ra đây. Lão nạp đã dùng hết tuyệt chiêu của mình rồi, sao ngươi vẫn còn hạ nhục lão nạp? Mời Diệu Đế đại sư xem qua một thứ, sau khi xem xong rồi hãy quyết định có đến đảo hiệp khách ăn cháo hay không. Cái này từ đâu mà có? Đảo hiệp khách. Được, bây giờ ta cùng các người đến đảo hiệp khách. Sư đệ, ta đến đảo hiệp khách đi. Sư huynh, cho dù chúng ta không đánh thắng, cho dù toàn tử chúng ta phải liều mạng, cũng không thể để hai tên ác nhân này đưa trụ trì đi được. Không cần nói nữa, những việc trong tự sau này phiền đệ lo lắng rồi. Còn nữa, sau này sẽ có một tên đến tìm ta, ta không còn ở đây, phiền đệ chuyển lời ta đi đâu rồi. Nếu bà ấy có chuyện gì cần giúp đỡ, để cố gắng tương trợ. Trúc trần duyên này ta tu hành chưa đủ, buông bỏ cũng không đành. Đa tạ, đa tạ. Mời. Sư huynh. Sư phụ. Sư huynh. Sư phụ. Sư huynh. Sư phụ. Sư phụ. Sư huynh. Sư huynh. Sư phụ. Sư phụ. Chắc không phải bọn họ cho Diệu Đế uống thuốc gì hay không, hay là bỏ bùa gì đó rồi. Sư huynh của ta Phật pháp uyên thâm, tà thuật bình thường, không có tác dụng với ông ấy đâu. Rốt cuộc nó là thứ gì ta cũng không biết rõ. Có khi nào là một bảo bối không? Người xuất gia tứ đại giai không, chỉ biết Phật pháp tăng tam bảo, ngoài chúng ra làm gì còn có bảo bối nào khác. Người này sao lại nói đi là đi? Đảo hiệp khách này thật sự rất thần bí. Đem giới đao qua đây. Dạ. A-di-đà-phật. Tuyệt học thiếu lâm không truyền cho người ngoài. Với bạch phu nhân, bần tăng theo lệnh sư huynh quỷ thác, không tính phá quy. Phu nhân, mời. Đa tạ. Ban chủ à, mọi chuyện ta đã làm xong, người còn căn nhận gì khác không? Nếu không có ta xin lui về nghỉ ngơi. Nè, ngồi đây nói chuyện với ta đi. Nô tỳ đứng đây được rồi. Cứ ngồi đi. Ban chủ xin tự trọng. Tự trọng? Tự trọng cái gì chứ? Cậu, ta, ban chủ à, cho dù ta đến đây để trả nợ, lúc đến đây rõ ràng đã nói là chỉ làm thị nữ, đâu có ai nói phải làm những chuyện không trong sạch với ban chủ chứ. Nhưng cũng không có ai nói với cô đến đây trả nợ thì phải nghe lời ban chủ sao? Chuyện này thì có nghe nói. Vậy ban chủ muốn cô làm chút chuyện không quang minh chính đại thì cô vẫn phải làm đúng không? Chuyện này vậy coi như ta chưa đến đây đi. Đứng lại. Ban chủ, ta nói với cậu rồi mà, nếu cậu còn nói với ta những lời không trong sạch đó nữa, ta sẽ rút kiếm tự vẫn đó. Nếu ta chết rồi sẽ không có ai nấu cơm cho cậu, không có ai giặt y phục cho cậu, cũng không có ai đi chợ nữa. Đi chợ. Nhàm chán.
Hả? Lão ba ba? Chơi vui lắm phải không? Vui lắm. Lão ba ba, trên núi này nhiều khỉ thật đó. Vừa nhảy vừa chạy rồi còn leo lên trên. Nhanh nhẹn giống như lão ba ba vậy. Phải đó, đến khỉ cũng lên trên đó. Còn ngươi sao lại không lên trên được? Ngươi không cảm thấy mình giống phế vật sao? Lão ba ba, mấy con khỉ đó đâu biết nói chuyện, còn người thì biết nói chuyện. Người tức giận với lũ khỉ đó làm gì? Nhận thức của ta không tầm thường như ngươi đâu. Ê, ngươi có đói không? Đói, đói chết đi được. Vậy cầu xin ta đi, ta có nhiều đồ ăn ngon dữ lắm. Lão ba ba, có những thứ gì vậy? À, hái rất nhiều nấm, đem hầm một con gà. Thơm dữ lắm. Ngươi chỉ cần nói: lão ba ba, con xin người, ta lập tức đưa con gà cho ngươi ăn. Không được, mẹ con trước kia cũng làm vậy á. Lúc con còn nhỏ, mẹ còn nói: ê, cậu Tập Chủng, nào, con qua đây, xin ta, ta sẽ cho con đồ ăn ngon. Kết quả là con vừa mở miệng xin, bảy đánh 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 con một trận. Ta không phải mẹ của ngươi. Ngươi xin ta đi, ta bắt thêm 10 con gà nữa về hầm cho ngươi cũng được. Lão ba ba, con thông minh hơn rồi, người không cần phải lừa con đâu nha. Ngươi biết mùi vị của đói đến chết không? 7 ngày, 3 ngày đầu tiên sẽ cảm thấy rất khó chịu, đến ngày thứ 4 đầu óc ngươi mơ mơ hồ hồ, ngày thứ 5 ngươi sẽ giống như bị nướng trên đống lửa vậy, ngày thứ 6 ngươi sẽ nhìn thấy tổ tông đã chết 8 đời của nhà ngươi đến đón ngươi, đến ngày thứ 7 ngươi tiêu đời luôn, ngươi còn không mau cầu sinh. Nhưng mà vậy phải làm thì sao? Thì xin ta nè. Không phải chịu cảnh chết đói nữa, lúc cần mạng nhất là lúc chết khát. Trên đỉnh núi Ma Thiên Nhai, 1 năm 4 mùa không có nổi một trận mưa, xin ông trời cũng vô dụng. Không tin ngươi thử mà xem. Vậy con phải thử xem. Ông trời ơi, cậu Tập Chủng khác rồi, ông cho con chút mưa được không? Ông trời ơi, ông trời, ta cầu xin ông đó cho con chút mưa đi. Hả? Ê, trời mưa thiệt kìa. Lão ba ba ơi, có mưa thiệt rồi nè. Mưa rồi, lão ba ba ơi, mưa rồi, mưa thiệt rồi. Lão ba ba ơi, người cùng đến uống với con đi.